nữa. Không phải thế đâu không? Đây là mấy cái công cụ mà mấy cái thiết bị để mà cung cấp cho cái thị sữa để mà xử phạt người dân đây. Đây là xe đèn vàng bật lên bắt đầu là quay nè. Chào mọi người nha. Hiện tại là anh em mình đang đi chơi ở ngoài biển thôi. Nhưng mà phát hiện một thằng tiếp thị sữa. Đích nghĩa là đích danh là đích thị là tiếp thị sữa luôn, là nó đang ngồi ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ để nó dùng cái máy quay để nó quay phim những cái xe nào mà đèn vàng á, là bắt đầu nó ghi hình lại xong rồi nó gửi cho cái chốt cảnh sát giao thông phía trên. Chốt cảnh sát giao thông phía trên đây thì mấy anh em mình bây giờ vô đây để làm rõ xem thằng này liệu có phải là cảnh sát giao thông hay không, hay là lực lượng ngoài ngành, và nó làm việc như này với mục đích gì. Đây là cái máy tụi nó hay sử dụng để nó ghi hình người vi phạm, xong lên trên có chút có thể thu thập bắt nha. Quay biển số xe máy đi anh. Rồi. Người dân người ta có vi phạm thì ra đường nhắc nhở người ta chứ ngồi mặc thường phục làm chỗ này. Đây là mấy cái công cụ mà mấy cái thiết bị để mà cung cấp cho cái thị sữa để mà xử phạt người dân đây. Đó, đường về xe máy quay xuống xe anh. Đó. Quay ra. Thấy không? Rồi quay là xe đèn vàng bật lên bắt đầu là quay nè. Đó rồi bắt đầu là lên trên có một chốt cảnh sát giao thông trên nữa, tôi sẽ dẫn mọi người đi lên trên đó. Bây giờ gọi ông anh xã nữa đi. Rồi. Nhà cô thì có nghĩa là phải có đăng ký phim
Rồi. Xin ở đây. Nhưng mà phải cảnh sát giao thông không? Có nghĩa là ở đây chắc chắn là nhiệm của công an. Rồi. Công an huyện hay công an tỉnh thì cô không biết. Thì nó mới có quyền nó ngồi ở đây được. Rồi. Còn không thì chắc là con không về, con cũng biết là phải trong ngành hay không thôi chứ còn mà lực lượng chức năng tội tình nhiều và đi chứng dụng người dân vô làm mấy chuyện này. Nhưng mà chắc anh là nếu mà không có chỉ đạo bây giờ nếu đúng chỉ đạo cấp trên ảnh đưa thẻ hành đây cho con coi coi như xong không có quay con này thì em điện cấp trên xuống đi. Đánh luôn đi, đi đâu, đợi làm gì đó, quay lại mày.
coi là đánh cắp gì. Nè, báo tổ sát đông dân chặn đầu lại bắt đi. Nhớ bấm đồ là báo cho tổ dân bắt nha. Chứ còn đồ má về đồ nổi tiếng là chắc chắn là đồ má tụi mày sẽ đổi tao rồi đó. Bọn mày nó nhiều quá đồ. Mày đánh đi. Đó mày đánh tiếp lại đó. Bảo xe ra mày nói chuyện. Mày rồi, nói chuyện cho em. Này. Bọn mày không biết đánh nhau đúng không? Ok.